Tôi là Henry, kênh Henry Tài Chính 360. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng sách Đắc Nhân Tâm vào tài chính cá nhân và tạo thu nhập thụ động tại Việt Nam. Tôi hy vọng bài học của tôi sẽ giúp bạn có được những kiến thức và kỹ năng bổ ích cho cuộc sống và công việc của bạn. Sách Đắc Nhân Tâm là một quyển sách nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến hàng triệu người trên thế giới. Quyển sách được viết bởi Dale Carnegie, một nhà văn, nhà diễn thuyết và nhà giáo dục người Mỹ. Quyển sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1936 và đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ khác nhau. Quyển sách cung cấp cho bạn đọc những nguyên tắc vàng về cách giao tiếp, ứng xử và ảnh hưởng đến người khác để đạt được thành công trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách áp dụng những nguyên tắc vàng này vào tài chính cá nhân và tạo thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động là loại thu nhập mà bạn không cần phải làm việc trực tiếp để kiếm được, mà tiền thu về từ các hoạt động hay tài sản mà bạn đã đầu tư trước đó. Thu nhập thụ động giúp bạn có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn, không phải lo lắng về chi tiêu hay nợ nần, và có thể tự do theo đuổi những đam mê hay ước mơ của mình. Để áp dụng sách Đắc Nhân Tâm vào tài chính cá nhân và tạo thu nhập thụ động, bạn cần phải hiểu rõ về bản thân, về người khác và về thị trường. Bạn cũng cần phải có một kế hoạch, một chiến lược và một hành động để thực hiện mục tiêu của mình. Dưới đây là những bước cơ bản mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bước 1. Xác định mục tiêu và nhu cầu của bản thân. Bạn cần biết rõ bạn muốn gì, bạn cần gì và bạn có gì trong cuộc sống hiện tại. Bạn cần xác định được thu nhập hiện tại, chi tiêu hàng tháng, khoản tiết kiệm hay đầu tư nếu có, nợ nần hay tín dụng nếu có, và thu nhập mong muốn trong tương lai. Bạn cũng cần xác định được những giá trị, niềm tin và nguyên tắc sống của bản thân. Bạn cần biết rõ bản thân là ai, bạn muốn trở thành ai và bạn muốn làm gì trong cuộc sống. Bước 2. Tìm hiểu về người khác và thị trường. Bạn cần biết rõ về những người có ảnh hưởng đến tài chính cá nhân của bạn, như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, ngân hàng, chính phủ, v.v. Bạn cần biết rõ về những nhu cầu, mong muốn, quan điểm và hành vi của họ. Bạn cũng cần biết rõ về thị trường mà bạn muốn tham gia, như thị trường chứng khoán, bất động sản, kinh doanh online, bảo hiểm liên kết đầu tư. Bạn cần biết rõ về những cơ hội, thách thức, xu hướng và luật lệ của thị trường. Bước 3. Lập kế hoạch và chiến lược cho tài chính cá nhân và thu nhập thụ động. Bạn cần xây dựng một ngân sách, một kế hoạch và một phương pháp để thu nhập, chi tiêu và đầu tư tiền bạc của bạn. Bạn cần phải cân bằng giữa thu nhập chủ động và thu nhập thụ động, giữa chi tiêu hiện tại và tiết kiệm tương lai, giữa rủi ro và lợi nhuận. Bạn cần phải lựa chọn những hình thức đầu tư phù hợp với khả năng, mong muốn và hoàn cảnh của bạn. Bạn cũng cần phải có một chiến lược để bảo vệ tài sản và thu nhập của bạn khỏi những rủi ro hay khủng hoảng. Bước 4. Thực hiện kế hoạch và chiến lược của bạn. Bạn cần phải hành động theo kế hoạch và chiến lược của bạn một cách nhất quán và kiên trì. Bạn cần phải theo dõi và kiểm soát những giao dịch, khoản nợ hay khoản vay liên quan đến tiền bạc của bạn. Bạn cần phải theo dõi và điều chỉnh kế hoạch, tiến độ và kết quả của việc sử dụng tiền bạc của bạn. Bạn cũng cần phải tìm kiếm và áp dụng những cơ hội, giải pháp hay chiến lược để tăng thu nhập, giảm chi tiêu và tối ưu hóa đầu tư. Bước 5. Áp dụng những nguyên tắc vàng của sách Đắc Nhân Tâm vào tài chính cá nhân và thu nhập thụ động. Bạn cần phải áp dụng những nguyên tắc vàng về cách giao tiếp, ứng xử và ảnh hưởng đến người khác để đạt được thành công trong tài chính cá nhân và thu nhập thụ động. Một số nguyên tắc vàng mà bạn có thể áp dụng là: hãy thành thật quan tâm đến người khác. Bạn nên quan tâm đến những nhu cầu, mong muốn, quan điểm và hành vi của người khác. Bạn nên giao tiếp và tương tác với người khác một cách thường xuyên, thân thiện và chuyên nghiệp. Bạn nên cung cấp và nhận được những sự hỗ trợ, hợp tác và giá trị từ người khác. Hãy làm cho người khác yêu thích bạn ngay lập tức. Bạn nên gây ấn tượng tốt đẹp cho người khác từ lần gặp đầu tiên. Bạn nên nở nụ cười, bắt tay chắc chắn và nhìn vào mắt người khác. Bạn nên gọi tên người khác và nhớ tên họ. Bạn nên khen ngợi, tán dương và biểu lộ sự ngưỡng mộ đối với người khác. Hãy làm cho người khác cảm thấy quan trọng. Bạn nên tôn trọng, lắng nghe và quan tâm đến ý kiến, cảm xúc và nhu cầu của người khác. Bạn nên tránh chỉ trích, phàn nàn hay tranh cãi với người khác. Bạn nên thừa nhận sai lầm, xin lỗi và sửa chữa khi làm tổn thương hay gây phiền nhiễu cho người khác. Hãy kích thích người khác hành động theo ý muốn của bạn. Bạn nên hiểu rõ về những động cơ, lợi ích và mục tiêu của người khác. Bạn nên thuyết phục, thúc đẩy và khuyến khích người khác bằng cách nêu ra những lợi ích, giá trị và kết quả cho họ. Bạn nên tạo ra sự hứng thú, sự tham gia và sự cam kết cho người khác bằng cách đặt ra những câu hỏi, những thử thách hay những khen thưởng cho họ.
Đây là những bước cơ bản để áp dụng sách đắc nhân tâm vào tài chính cá nhân và tạo thu nhập thụ động tại Việt Nam. Tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ và có thể áp dụng chúng vào thực tế. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến gì, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và trao đổi với bạn. Cảm ơn bạn đã chọn Henry làm người đồng hành trên con đường xây dựng tự do tài chính và sống hạnh phúc của bạn. Tôi rất vinh dự và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những bài học tiếp theo. Bây giờ, chúng ta hãy sang phần tiếp theo của video đi nào. Đây là phần tóm tắt sách ngắn gọn xúc tích và dễ hiểu của Henry. Tôi rất vui khi bạn muốn tìm hiểu về cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Đây là một cuốn sách kinh điển về nghệ thuật sống và ứng xử với mọi người. Tôi sẽ cố gắng tổng hợp nội dung của cuốn sách này cho bạn một cách chi tiết nhất có thể. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên đọc trực tiếp cuốn sách để có thể học hỏi và áp dụng những nguyên tắc và bài học quý báu trong đó. Bạn có thể tìm thấy cuốn sách này ở các nhà sách hoặc trên mạng. Cuốn sách Đắc Nhân Tâm gồm 6 phần, mỗi phần có nhiều chương, với các đề mục như sau. Phần 1. Những thuật căn bản để dẫn đạo người. Phần này giới thiệu 4 nguyên tắc cơ bản để giao tiếp và ảnh hưởng đến người khác một cách tích cực. Nguyên tắc 1. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong. Đây là nguyên tắc cấm đoán việc chỉ trích, khiển trách hay than phiền người khác. Bởi vì những hành động này sẽ gây ra sự chống đối, oán giận và tổn thương cho người bị chỉ trích. Thay vào đó, chúng ta nên biết khen ngợi và cảm ơn những điều tốt đẹp mà người khác đã làm cho chúng ta hoặc cho xã hội. Nguyên tắc 2. Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử. Đây là nguyên tắc khuyến khích chúng ta phải biết quan tâm và thấu hiểu đến những mong muốn, nhu cầu và quan điểm của người khác. Chúng ta nên biết lắng nghe, hỏi han và chia sẻ với người khác về những điều mà họ quan tâm. Bằng cách này, chúng ta sẽ gây được thiện cảm và sự tin tưởng từ phía người khác. Nguyên tắc 3. Hãy khơi gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình một cách tự nguyện và hài lòng. Thay vì ra lệnh hay ép buộc, chúng ta nên biết gợi ý hoặc đặt câu hỏi để khiến người khác nhận ra lợi ích của việc làm đó cho bản thân họ và cho mục tiêu chung. Nguyên tắc 4. 8 lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất. Đây là nguyên tắc hướng dẫn chúng ta cách đọc và học cuốn sách này hiệu quả. Các lời khuyên bao gồm: đọc kỹ và suy nghĩ về từng chương, áp dụng thực tế những nguyên tắc trong cuốn sách, lặp lại việc đọc và áp dụng, tự kiểm tra và đánh giá kết quả, tham gia các nhóm thảo luận và trao đổi về cuốn sách, đọc thêm các tài liệu liên quan, ghi chép lại những bài học quan trọng và đọc lại cuốn sách nhiều lần. Phần 2. 6 cách tạo thiện cảm. Phần này giới thiệu 6 nguyên tắc để giúp chúng ta gây được ấn tượng tốt và thiện cảm với người khác. Nguyên tắc 1. Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở. Đây là nguyên tắc khuyến khích chúng ta phải luôn mỉm cười và thể hiện sự vui vẻ khi gặp gỡ người khác. Một nụ cười chân thành sẽ làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc, thoải mái và gần gũi hơn với chúng ta. Nó cũng là biểu hiện của sự tự tin, lạc quan và thân thiện. Nguyên tắc 2. Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến. Đây là nguyên tắc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhớ và gọi tên của người khác. Tên của mỗi người là âm thanh ngọt ngào nhất và quan trọng nhất đối với họ. Khi chúng ta biết và gọi tên của người khác một cách chính xác và tôn trọng, chúng ta sẽ làm cho họ cảm thấy được quan tâm, kính trọng. Nguyên tắc 3. Hãy nói với người khác rằng họ quan trọng. Đây là nguyên tắc khuyến khích chúng ta phải biết thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao những gì mà người khác đã làm cho chúng ta hoặc cho xã hội. Chúng ta nên biết cảm ơn, khen ngợi và động viên người khác khi họ có những thành tích, đóng góp hoặc nỗ lực đáng kể. Chúng ta cũng nên biết lắng nghe và quan tâm đến những khó khăn, nỗi buồn hoặc mong ước của người khác. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng, yêu mến và quý trọng. Nguyên tắc 4. Hãy trở thành một người bạn thật tốt. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng và duy trì mối quan hệ bạn bè với người khác. Chúng ta nên biết chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ người khác khi họ cần. Chúng ta nên biết tha thứ, bỏ qua và không để ý đến những sai lầm hay thiếu sót của người khác. Chúng ta nên biết tôn trọng, chấp nhận và không phán xét những sở thích, quan điểm hay lựa chọn của người khác. Chúng ta nên biết tạo không khí vui vẻ, thoải mái và hài hước khi ở bên người khác. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được bạn bè, tin cậy và gắn bó với chúng ta. Nguyên tắc 5. Hãy biến mình thành một người có sức hấp dẫn. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta nâng cao sự tự tin, duyên dáng và cuốn hút của bản thân. Chúng ta nên biết chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân và ăn mặc gọn gàng. Chúng ta nên biết cải thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và phong cách sống. Chúng ta nên biết học hỏi, đổi mới và phát triển bản thân.
chúng ta nên biết lạc quan, tích cực và nhiệt tình trong mọi hoạt động. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được hứng thú, thán phục và muốn tiếp xúc với chúng ta. Nguyên tắc 6, hãy quan tâm đến ý kiến của người khác. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể tránh được những xung đột, tranh cãi hay mâu thuẫn với người khác. Chúng ta nên biết lắng nghe, hiểu và tôn trọng những ý kiến khác biệt hay trái chiều với mình. Chúng ta nên biết tranh luận một cách lịch sự, logic và mang tính xây dựng. Chúng ta nên biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa chữa khi mình sai. Chúng ta nên biết thừa nhận, đồng ý và khen ngợi khi người khác đúng. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được tôn trọng, công bằng và hợp tác với chúng ta. Phần 3. 12 cách để thuyết phục người khác nghĩ theo cách của bạn. Phần này giới thiệu 12 nguyên tắc để giúp chúng ta có thể thuyết phục người khác đồng ý với quan điểm, ý kiến hay đề xuất của mình một cách hiệu quả và thân thiện. Nguyên tắc 1. Hãy tránh những cuộc tranh luận. Đây là nguyên tắc nhắc nhở chúng ta rằng tranh luận là một hành động vô ích và có hại. Khi chúng ta tranh luận với người khác, chúng ta sẽ gây ra sự căng thẳng, khó chịu và tổn thương cho cả hai bên. Chúng ta cũng sẽ làm cho người khác càng cố chấp, cứng đầu và không muốn thay đổi quan điểm của họ. Thay vào đó, chúng ta nên biết lắng nghe, hiểu và tìm kiếm những điểm chung, những lợi ích chung và những giải pháp chung với người khác. Nguyên tắc 2. Tôn trọng ý kiến của người khác. Đây là nguyên tắc khuyến khích chúng ta phải biết tôn trọng những ý kiến khác biệt hay trái chiều với mình. Chúng ta nên biết rằng mỗi người đều có quyền có ý kiến riêng của mình và không ai muốn bị ép buộc hay bị coi thường ý kiến của mình. Chúng ta nên biết nói với người khác rằng chúng ta hiểu và tôn trọng quan điểm của họ. Dù có không đồng ý, chúng ta nên biết nói với người khác rằng chúng ta chỉ muốn trình bày một góc nhìn khác để họ có thể xem xét và so sánh. Nguyên tắc 3. Nếu bạn sai, hãy công nhận điều đó một cách nhanh chóng và dứt khoát. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể giải quyết những sai lầm hay những hiểu lầm mà mình đã gây ra với người khác. Khi chúng ta sai, chúng ta nên biết nhận lỗi, xin lỗi và sửa chữa một cách nhanh chóng và dứt khoát. Chúng ta nên biết rằng việc này sẽ không làm mất đi lòng tự trọng hay uy tín của mình, mà ngược lại, sẽ làm cho người khác cảm thấy được kính trọng, tin tưởng và tha thứ cho mình. Nguyên tắc 4. Bắt đầu bằng cách đồng ý về những điểm dễ đồng ý. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể tiếp cận và thảo luận với người khác về những vấn đề nan giải hay nhạy cảm một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Khi chúng ta muốn thuyết phục người khác nghĩ theo cách của mình, chúng ta nên bắt đầu bằng cách tìm ra những điểm mà cả hai bên đều đồng ý và nhấn mạnh vào những điểm đó. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được sự hòa hợp, thân thiện và hợp tác với chúng ta. Chúng ta cũng sẽ làm cho người khác giảm bớt sự phản đối, cứng rắn và khép kín với quan điểm của mình. Nguyên tắc 5. Hãy để cho người khác nói nhiều hơn. Đây là nguyên tắc khuyến khích chúng ta phải biết lắng nghe và để cho người khác nói nhiều hơn khi chúng ta muốn thuyết phục họ. Khi chúng ta lắng nghe, chúng ta sẽ hiểu được những mong muốn, nhu cầu và quan điểm của người khác. Chúng ta cũng sẽ làm cho người khác cảm thấy được quan tâm, kính trọng và tin tưởng vào chúng ta. Khi chúng ta để cho người khác nói nhiều hơn, chúng ta sẽ có thể tìm ra những điểm yếu, những lỗ hổng hay những thiếu sót trong lập luận của họ. Chúng ta cũng sẽ có thể dùng những lời của họ để làm căn cứ cho việc đưa ra những lý lẽ, những ví dụ hay những bằng chứng để ủng hộ quan điểm của mình. Nguyên tắc 6. Hãy để cho người khác tự nghĩ ra ý kiến của bạn. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể thuyết phục người khác một cách thông minh và tinh tế. Thay vì trực tiếp nói ra ý kiến của mình và gây ra sự phản ứng tiêu cực từ phía người khác, chúng ta nên biết đặt ra những câu hỏi hay gợi ý để khiến người khác tự nghĩ ra ý kiến của mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được sự tự do, sáng tạo và tự hào về ý kiến của mình. Chúng ta cũng sẽ làm cho người khác dễ dàng đồng ý với ý kiến của mình hơn, bởi vì họ đã tự nghĩ ra nó. Nguyên tắc 7. Hãy xem xét các mặt tích cực của việc không đồng ý. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể giảm bớt sự căng thẳng, tức giận hay buồn bã khi gặp phải những ý kiến không đồng ý với mình. Khi chúng ta xem xét các mặt tích cực của việc không đồng ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng đó là một cơ hội để chúng ta học hỏi, cải thiện và phát triển bản thân. Chúng ta sẽ nhận ra rằng không ai hoàn hảo và không ai biết hết mọi thứ. Chúng ta sẽ nhận ra rằng sự đa dạng, sự khác biệt và sự bổ sung là những yếu tố quan trọng để tạo nên sự phong phú, sự tiến bộ và sự thành công. Nguyên tắc 8. Hãy thừa nhận rằng bạn có thể sai. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể tạo được sự khiêm tốn, sự linh hoạt và sự chân thành khi muốn thuyết phục người khác. Khi chúng ta thừa nhận rằng mình có thể sai, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được sự tôn trọng, sự công bằng và sự tin tưởng vào chúng ta. Chúng ta cũng sẽ làm cho người khác giảm bớt sự tự mãn, sự kiêu ngạo và sự cố chấp về ý kiến của họ. Chúng ta cũng sẽ làm cho người khác dễ dàng nhận lỗi, xin lỗi và thay đổi quan điểm của họ hơn.
Nguyên tắc chính, hãy làm cho người khác cảm thấy rằng ý kiến của bạn cũng là ý kiến của họ. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể thuyết phục người khác một cách tế nhị và khéo léo. Thay vì nói ra ý kiến của mình một cách trực tiếp và gây ra sự phản kháng từ phía người khác, chúng ta nên biết nói ra ý kiến của mình một cách gián tiếp và gây ra sự đồng cảm từ phía người khác. Chúng ta nên biết dùng những từ ngữ như tôi nghĩ rằng bạn cũng đồng ý với tôi rằng, tôi nghĩ rằng bạn cũng muốn, tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể. Để làm cho người khác cảm thấy rằng ý kiến của chúng ta cũng là ý kiến của họ. Nguyên tắc 10, hãy biến mình thành một ví dụ sống. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể thuyết phục người khác một cách hùng hồn và thuyết phục nhất. Thay vì chỉ nói lý thuyết hay lý lẽ, chúng ta nên biết hành động và minh chứng cho ý kiến của mình. Chúng ta nên biết áp dụng những nguyên tắc và bài học trong cuốn sách này vào cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết tự làm gương, tự làm điển hình và tự làm bá chủ cho ý kiến của mình. Bằng cách này, chúng ta sẽ làm cho người khác cảm thấy được sự thật, sự hiệu quả và sự hấp dẫn của ý kiến của mình. Nguyên tắc 11, hãy kích thích lòng ham muốn của người khác. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể thuyết phục người khác một cách động lực và thôi miên. Thay vì chỉ nói về những lợi ích hay những hậu quả của việc đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của mình, chúng ta nên biết kích thích lòng ham muốn của người khác. Chúng ta nên biết nói về những giá trị, những cảm xúc hay những ước mơ mà người khác có thể đạt được khi họ làm theo ý kiến của mình. Chúng ta nên biết dùng những từ ngữ, những hình ảnh hay những câu chuyện để làm cho người khác cảm thấy được sự hứng khởi, sự say mê và sự thỏa mãn khi họ làm theo ý kiến của mình. Nguyên tắc 12, hãy khen ngợi mọi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất. Đây là nguyên tắc giúp chúng ta có thể thuyết phục người khác một cách khích lệ và cổ vũ. Khi chúng ta muốn thuyết phục người khác thay đổi quan điểm hay hành vi của mình, chúng ta nên biết khen ngợi mọi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, mà họ đã có. Chúng ta nên biết nói với người khác rằng chúng ta rất vui mừng, rất tự hào và rất biết ơn khi họ đã lắng nghe, suy nghĩ và áp dụng ý kiến của mình. Chúng ta nên biết nói với người khác rằng họ đã làm rất tốt, rất thông minh và rất tuyệt vời khi họ đã làm theo ý kiến của mình. Đây là những nguyên tắc trong phần 3 của cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Tôi hy vọng bạn đã hiểu và học được nhiều điều từ những nguyên tắc này. Tôi cũng hy vọng bạn sẽ áp dụng chúng vào cuộc sống và công việc của bạn để có thể thuyết phục người khác nghĩ theo cách của bạn một cách hiệu quả và thân thiện. Phần 4. 7 quy tắc để làm cho gia đình bạn hạnh phúc. Phần này giới thiệu 7 quy tắc để giúp chúng ta có thể xây dựng và duy trì một mối quan hệ hạnh phúc và hòa thuận với người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân trong gia đình. Quy tắc 1. Hãy không bao giờ nói những điều xấu về người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn. Đây là quy tắc nhắc nhở chúng ta rằng việc nói xấu hay chỉ trích người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình sẽ không có lợi gì cho mình, mà chỉ gây ra sự tổn thương, mất lòng tin và mất tình cảm. Chúng ta nên biết khen ngợi, bảo vệ và ủng hộ người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình trước mặt người khác. Chúng ta nên biết giữ bí mật, giải quyết và hòa giải những vấn đề hay xung đột trong gia đình một cách riêng tư và tôn trọng. Quy tắc 2, hãy dành thời gian cho người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn. Đây là quy tắc khuyến khích chúng ta phải biết dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và gắn bó với người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình. Chúng ta nên biết sắp xếp công việc và cuộc sống sao cho có đủ thời gian để ở bên cạnh, nói chuyện và làm những điều mà người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình thích. Chúng ta nên biết tổ chức những hoạt động gia đình, những buổi hẹn hò hay những chuyến du lịch để tăng cường sự gần gũi, sự hiểu biết và sự hạnh phúc trong gia đình. Quy tắc 3, hãy lắng nghe và hiểu cảm xúc của người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn. Đây là quy tắc giúp chúng ta có thể thấu hiểu và đáp ứng được những nhu cầu, mong muốn và cảm xúc của người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình. Chúng ta nên biết lắng nghe và quan tâm đến những điều mà họ nói, những điều mà họ làm và những điều mà họ cảm thấy. Chúng ta nên biết cảm thông, an ủi và khích lệ khi họ buồn bã, lo lắng hay khó khăn. Chúng ta nên biết vui mừng, ca ngợi và chia sẻ khi họ hạnh phúc, thành công hay hài lòng. Quy tắc 4, hãy tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn. Đây là quy tắc giúp chúng ta có thể tạo được sự hòa hợp và hài lòng trong gia đình. Chúng ta nên biết rằng mỗi người đều có những tính cách, sở thích, quan điểm và lựa chọn riêng của mình. Chúng ta nên biết tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt đó, thay vì cố gắng thay đổi hay ép buộc họ phải giống mình. Chúng ta nên biết khuyến khích và ủng hộ họ theo đuổi những ước mơ, đam mê và mục tiêu của họ, miễn là không vi phạm pháp luật hay đạo lý. Quy tắc 5, hãy làm cho người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn cảm thấy quan trọng. Đây là quy tắc giúp chúng ta có thể tăng cường sự yêu thương và kết nối trong gia đình.
chúng ta nên biết thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao những gì mà người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình đã làm cho mình hoặc cho gia đình. Chúng ta nên biết cảm ơn, khen ngợi và động viên họ khi họ có những thành tích, đóng góp hoặc nỗ lực đáng kể. Chúng ta nên biết tặng quà, bày tỏ và ôm hôn họ khi họ có những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hay ngày lễ. Quy tắc 6. Hãy không bao giờ so sánh người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn với người khác. Đây là quy tắc nhắc nhở chúng ta rằng việc so sánh người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình với người khác sẽ không có ích gì cho mình, mà chỉ gây ra sự tự ti, ghen tị và bất mãn cho họ. Chúng ta nên biết yêu thương, chấp nhận và khuyến khích người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình với những điểm mạnh, điểm yếu và điểm đặc biệt của họ. Chúng ta nên biết giúp đỡ, hỗ trợ và cùng phát triển với người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình để họ có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Quy tắc 7. Hãy xin lỗi khi bạn sai hoặc làm tổn thương người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn. Đây là quy tắc giúp chúng ta có thể giải quyết và khắc phục những sai lầm hay những hiểu lầm mà mình đã gây ra với người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình. Khi chúng ta sai hoặc làm tổn thương họ, chúng ta nên biết xin lỗi một cách thành thật và chân thành. Chúng ta nên biết nói rõ lý do, hậu quả và cách khắc phục của việc mình đã làm. Chúng ta nên biết nhận trách nhiệm, hứa hẹn và cố gắng không lặp lại sai lầm. Chúng ta nên biết dùng những hành động, những lời nói hay những món quà để bày tỏ sự ân hận, sự xin lỗi và sự yêu thương của mình. Đây là những quy tắc trong phần 4 của cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Tôi hy vọng bạn đã hiểu và học được nhiều điều từ những quy tắc này. Tôi cũng hy vọng bạn sẽ áp dụng chúng vào cuộc sống và gia đình của bạn để có thể làm cho người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn hạnh phúc và hòa thuận. Phần 5. 14 cách để giải quyết các xung đột trong gia đình. Phần này giới thiệu 14 cách để giúp chúng ta có thể giải quyết các xung đột, mâu thuẫn và bất hòa trong gia đình một cách hiệu quả và thân thiện. Cách 1. Hãy nhận ra rằng xung đột là điều bình thường và không thể tránh khỏi. Đây là cách giúp chúng ta có thể đối mặt với xung đột một cách thực tế và khách quan. Chúng ta nên biết rằng xung đột là một phần tất yếu của cuộc sống và không ai có thể sống mà không gặp phải xung đột. Chúng ta nên biết rằng xung đột không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, sai lầm hay thất bại, mà là dấu hiệu của sự khác biệt, sự phát triển và sự tiến bộ. Chúng ta nên biết rằng xung đột không phải là kết quả cuối cùng, mà là cơ hội để chúng ta học hỏi, cải thiện và phát triển bản thân và mối quan hệ. Cách 2. Hãy xác định nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách triệt để và hiệu quả. Chúng ta nên biết phân tích và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của xung đột, thay vì chỉ tập trung vào những biểu hiện bề nổi hay những hậu quả của nó. Chúng ta nên biết rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột có thể là do sự khác biệt về quan điểm, giá trị, lợi ích, mong muốn, nhu cầu, cảm xúc hay hành vi. Chúng ta nên biết rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột có thể được ẩn giấu, phủ nhận hay bịa đặt bởi các bên liên quan. Chúng ta nên biết rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột có thể được khám phá, hiểu và giải quyết bằng cách giao tiếp, lắng nghe và hỏi đáp. Cách 3. Hãy lựa chọn phương án giải quyết phù hợp với từng loại xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách linh hoạt và khôn ngoan. Chúng ta nên biết rằng không có một phương án giải quyết nào là tốt nhất cho mọi loại xung đột, mà phụ thuộc vào tính chất, mức độ và mục tiêu của xung đột. Chúng ta nên biết rằng có 5 phương án giải quyết xung đột chính là tránh né, thỏa hiệp, cạnh tranh, thích ứng và hợp tác. Chúng ta nên biết rằng mỗi phương án có những ưu điểm, nhược điểm và điều kiện áp dụng khác nhau. Chúng ta nên biết rằng việc lựa chọn phương án giải quyết phù hợp sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức và tài nguyên, cũng như tăng cường sự hài lòng, sự hòa hợp và sự hợp tác của các bên liên quan. Cách 4. Hãy giao tiếp một cách hiệu quả khi giải quyết xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách dễ dàng và thân thiện. Chúng ta nên biết rằng giao tiếp là công cụ quan trọng để chúng ta có thể trình bày quan điểm, ý kiến và đề xuất của mình, cũng như lắng nghe, hiểu và đáp ứng được quan điểm, ý kiến và đề xuất của người khác. Chúng ta nên biết rằng giao tiếp hiệu quả là giao tiếp mà có thể đạt được mục tiêu, mang lại lợi ích và tạo ra sự hài lòng cho các bên liên quan. Chúng ta nên biết rằng để giao tiếp hiệu quả khi giải quyết xung đột, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: nói rõ ràng, ngắn gọn và chính xác, nói một cách trung thực, lịch sự và tôn trọng, nói một cách tích cực, khuyến khích và động viên, lắng nghe một cách chủ động, cởi mở và thông cảm, hỏi đáp một cách thích hợp, logic và mang tính xây dựng. Cách 5. Hãy tìm kiếm sự trung gian khi không thể tự giải quyết xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách công bằng và hiệu quả khi các bên liên quan không thể tự giải quyết được.
chúng ta nên biết rằng sự trung gian là việc nhờ một người hoặc tổ chức bên ngoài có uy tín, kinh nghiệm và khả năng để can thiệp vào xung đột và giúp các bên liên quan tìm ra giải pháp hài lòng cho cả hai. Chúng ta nên biết rằng sự trung gian có thể là người trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, nhà tư vấn hay tổ chức chuyên nghiệp. Chúng ta nên biết rằng để tìm kiếm sự trung gian khi không thể tự giải quyết xung đột, chúng ta cần tuân theo những bước sau, xin ý kiến của các bên liên quan về việc nhờ sự trung gian, lựa chọn người hoặc tổ chức trung gian phù hợp với tính chất và mức độ của xung đột, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực về xung đột cho người hoặc tổ chức trung gian, tham gia vào quá trình trung gian một cách tích cực, hợp tác và tôn trọng, chấp nhận và thực hiện giải pháp mà người hoặc tổ chức trung gian đề xuất hoặc thống nhất. Cách 6, hãy sử dụng hài hước khi giải quyết xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách vui vẻ và thoải mái. Chúng ta nên biết rằng hài hước là một công cụ hiệu quả để chúng ta có thể giảm bớt căng thẳng, khó chịu và tức giận khi gặp phải xung đột. Chúng ta nên biết rằng hài hước là một phương tiện để chúng ta có thể nói ra những điều khó nói, làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng, tạo ra sự gần gũi và thân thiện. Chúng ta nên biết rằng để sử dụng hài hước khi giải quyết xung đột, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: sử dụng hài hước một cách phù hợp, kịp thời và tế nhị; sử dụng hài hước một cách khéo léo, duyên dáng và không xúc phạm; sử dụng hài hước một cách sáng tạo, độc đáo và không lặp lại. Cách 7, hãy biết tha thứ khi giải quyết xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách an toàn và bền vững. Chúng ta nên biết rằng tha thứ là một quyết định và một hành động để chấm dứt sự căm ghét, oán trách hay trả thù đối với người đã gây ra xung đột cho mình. Chúng ta nên biết rằng tha thứ là một lợi ích và một ân huệ cho bản thân mình, không phải cho người khác. Chúng ta nên biết rằng tha thứ là một điều kiện và một tiền đề để chúng ta có thể duy trì và phục hồi mối quan hệ với người khác. Chúng ta nên biết rằng để biết tha thứ khi giải quyết xung đột, chúng ta cần tuân theo những bước sau: nhận ra và thừa nhận sự tổn thương mà mình đã gây ra hoặc đã nhận được, bày tỏ và lắng nghe những cảm xúc liên quan đến xung đột, xin lỗi và chấp nhận lời xin lỗi từ người khác, buông bỏ và không để ý đến những sai lầm hay thiếu sót của người khác, tìm kiếm và cung cấp những giải pháp hay những hành động để bù đắp hay khắc phục những tổn thương đã gây ra. Cách 8, hãy tôn trọng ranh giới cá nhân của người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của bạn. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách tôn trọng và kính trọng. Chúng ta nên biết rằng ranh giới cá nhân là những giới hạn mà chúng ta đặt ra để bảo vệ sự riêng tư, sự an toàn và sự thoải mái của bản thân. Chúng ta nên biết rằng ranh giới cá nhân có thể là về không gian, thời gian, tài sản, thông tin hay cảm xúc. Chúng ta nên biết rằng ranh giới cá nhân có thể khác nhau tùy theo mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mỗi mối quan hệ. Chúng ta nên biết rằng để tôn trọng ranh giới cá nhân của người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: xác định và bày tỏ ranh giới cá nhân của mình một cách rõ ràng, lịch sự và kiên quyết, tìm hiểu và chấp nhận ranh giới cá nhân của họ một cách cởi mở, tôn trọng và thấu hiểu, không xâm phạm, vi phạm hay phá vỡ ranh giới cá nhân của họ một cách cố ý, vô ý hay vô tâm, nếu có xâm phạm, vi phạm hay phá vỡ ranh giới cá nhân của họ, hãy xin lỗi và sửa chữa một cách nhanh chóng và dứt khoát. Cách 9, hãy tạo ra một không gian an toàn khi giải quyết xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách an toàn và hiệu quả. Chúng ta nên biết rằng không gian an toàn là một không gian mà chúng ta có thể tự do bày tỏ quan điểm, ý kiến và cảm xúc của mình mà không sợ bị chỉ trích, bị kỳ thị hay bị bạo lực. Chúng ta nên biết rằng không gian an toàn có thể là về vật lý, tinh thần hay cả hai. Chúng ta nên biết rằng để tạo ra một không gian an toàn khi giải quyết xung đột, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: lựa chọn một địa điểm, thời điểm và phương tiện phù hợp để giải quyết xung đột, thiết lập và tuân theo những quy tắc và thỏa thuận chung khi giải quyết xung đột, duy trì sự bình tĩnh, kiểm soát và tự chủ khi giải quyết xung đột, ngừng hoặc dời sang một không gian khác khi có dấu hiệu của sự căng thẳng, khó chịu hay bạo lực. Cách 10, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách hiệu quả và khỏe mạnh. Chúng ta nên biết rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, ngu dốt hay bất lực, mà là dấu hiệu của sự khôn ngoan, chín chắn và tự tôn. Chúng ta nên biết rằng sự hỗ trợ có thể giúp chúng ta có thêm nguồn lực, kiến thức và kỹ năng để giải quyết xung đột một cách tốt hơn. Chúng ta nên biết rằng sự hỗ trợ có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhà tư vấn hay các tổ chức chuyên môn. Chúng ta nên biết rằng để tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết, chúng ta cần tuân theo những bước sau: xác định và thừa nhận nhu cầu và mong muốn của mình, tìm kiếm và lựa chọn người hoặc tổ chức hỗ trợ phù hợp với vấn đề và mục tiêu của mình, liên lạc và yêu cầu sự hỗ trợ một cách rõ ràng, lịch sự và kịp thời, nhận và sử dụng sự hỗ trợ một cách tích cực, hợp tác và tri ân. Cách 11, hãy xây dựng một văn hóa gia đình thân thiện và hòa bình.
Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách dễ dàng và hiệu quả. Chúng ta nên biết rằng văn hóa gia đình là những giá trị, niềm tin, thái độ và hành vi mà chúng ta chia sẻ và thể hiện trong gia đình. Chúng ta nên biết rằng văn hóa gia đình có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta giao tiếp, giải quyết xung đột và duy trì mối quan hệ trong gia đình. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng một văn hóa gia đình thân thiện và hòa bình, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau, tạo ra một tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chung cho gia đình, thiết lập và tuân theo những quy tắc, thỏa thuận và kỳ vọng chung trong gia đình, duy trì và phát triển những hoạt động, truyền thống và kỷ niệm chung trong gia đình, khuyến khích và tôn vinh những thành tích, đóng góp và vai trò của mỗi thành viên trong gia đình. Cách 12. Hãy phòng ngừa xung đột bằng cách xây dựng niềm tin và kết nối trong gia đình. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách hiệu quả và bền vững. Chúng ta nên biết rằng niềm tin và kết nối là hai yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển mối quan hệ trong gia đình. Chúng ta nên biết rằng niềm tin là sự tin tưởng vào lòng thành, lòng trung thành và lòng tốt của người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình. Chúng ta nên biết rằng kết nối là sự gắn bó về cảm xúc, tình cảm và tâm hồn với người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình. Chúng ta nên biết rằng để phòng ngừa xung đột bằng cách xây dựng niềm tin và kết nối trong gia đình, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau, thể hiện sự trung thực, trung thành và tốt bụng với người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và gắn bó với người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình, thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng và ủng hộ người yêu, vợ chồng, con cái hay người thân của mình. Cách 13. Hãy học hỏi từ những xung đột đã qua. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách khôn ngoan và sáng suốt. Chúng ta nên biết rằng những xung đột đã qua là những bài học quý giá để chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm, nhận ra sai lầm và cải thiện bản thân. Chúng ta nên biết rằng những xung đột đã qua là những cơ hội để chúng ta có thể xây dựng lại niềm tin, kết nối và hòa hợp trong gia đình. Chúng ta nên biết rằng để học hỏi từ những xung đột đã qua, chúng ta cần tuân theo những bước sau, nhìn lại và phân tích nguyên nhân, quá trình và kết quả của xung đột, đánh giá và tự nhận xét về vai trò, hành vi và cảm xúc của mình trong xung đột, lấy lại và duy trì sự bình tĩnh, kiểm soát và tự chủ sau xung đột, tìm kiếm và áp dụng những giải pháp hay những hành động để phòng ngừa hoặc giảm thiểu xung đột trong tương lai. Cách 14. Hãy nhớ rằng bạn không phải là nạn nhân của xung đột. Đây là cách giúp chúng ta có thể giải quyết xung đột một cách lạc quan và tích cực. Chúng ta nên biết rằng bạn không phải là nạn nhân của xung đột, mà là người có khả năng và trách nhiệm để giải quyết xung đột. Chúng ta nên biết rằng bạn không phải chịu đựng hay cam chịu xung đột, mà là đối mặt và giải quyết xung đột. Chúng ta nên biết rằng bạn không phải sống trong sợ hãi hay lo lắng vì xung đột, mà là sống trong hy vọng và niềm tin vì xung đột. Chúng ta nên biết rằng bạn không phải để cho xung đột chi phối cuộc sống và gia đình của bạn, mà là để cho cuộc sống và gia đình của bạn chi phối xung đột. Đây là những cách trong phần 5 của cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Chúng ta hãy xem tiếp phần 6 của sách nhé. Xin chào, tôi rất vui khi bạn theo tôi đến giây phút này của video. Tôi cảm ơn sự kiên nhẫn và ham học hỏi của bạn. Tôi sẽ cố gắng tổng hợp chi tiết phần 6. 14 cách để trở thành một con người thành công của sách Đắc Nhân Tâm cho bạn nhé. Đây là phần cuối cùng của cuốn sách này và tôi hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều bổ ích từ nó. Phần 6. 14 cách để trở thành một con người thành công. Phần này giới thiệu 14 cách để giúp chúng ta có thể trở thành một con người thành công trong cuộc sống và công việc. Cách 1. Hãy xác định và theo đuổi ước mơ của bạn. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự động lực, sự hướng dẫn và sự ý nghĩa cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng ước mơ là những mong muốn, khát vọng và mục tiêu lớn lao mà chúng ta muốn đạt được trong cuộc đời. Chúng ta nên biết rằng ước mơ là những nguồn cảm hứng, sáng tạo và năng lượng để chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách và thất bại. Chúng ta nên biết rằng để xác định và theo đuổi ước mơ của mình, chúng ta cần tuân theo những bước sau, khám phá và nhận ra những điều mà chúng ta thực sự yêu thích, đam mê và giỏi, viết ra và minh họa ước mơ của mình một cách rõ ràng, cụ thể và hấp dẫn, lập kế hoạch và thực hiện những hành động cần thiết để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Cách 2. Hãy xây dựng và duy trì thói quen tốt. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự ổn định, sự tiến bộ và sự thành công cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng thói quen là những hành vi, thái độ hay tư duy mà chúng ta lặp đi lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Chúng ta nên biết rằng thói quen có thể là tốt hoặc xấu, tùy thuộc vào kết quả mà chúng mang lại cho chúng ta. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì thói quen tốt, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau, xác định và lựa chọn những thói quen tốt phù hợp với ước mơ, giá trị và hoàn cảnh của mình, thiết lập và tuân theo những quy tắc, thời gian và phương pháp để thực hiện những thói quen tốt,
kiểm tra và đánh giá kết quả, lợi ích và khó khăn của những thói quen tốt, duy trì và củng cố những thói quen tốt bằng cách khen ngợi, thưởng thức và tự hào về bản thân. Cách 3, hãy học hỏi và phát triển bản thân liên tục. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự phong phú, sự đa dạng và sự khác biệt cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng học hỏi và phát triển bản thân là quá trình mà chúng ta tiếp thu, xử lý và áp dụng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mới. Chúng ta nên biết rằng học hỏi và phát triển bản thân là nhu cầu, là trách nhiệm và là niềm vui của mỗi con người. Chúng ta nên biết rằng để học hỏi và phát triển bản thân liên tục, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: mở rộng và cập nhật nguồn thông tin, tri thức và kỹ năng của mình, lựa chọn và tập trung vào những lĩnh vực, chủ đề và mục tiêu mà mình quan tâm, cần thiết và mong muốn, áp dụng và thử nghiệm những điều mà mình đã học vào cuộc sống và công việc của mình, nhận xét và rút ra bài học từ những thành công, thất bại hay sai lầm của mình. Cách 4, hãy xây dựng và duy trì một lối sống lành mạnh. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự khỏe mạnh, sự năng động và sự sung sướng cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng lối sống lành mạnh là lối sống mà chúng ta chăm sóc, bảo vệ và cải thiện sức khỏe của bản thân trên các khía cạnh vật lý, tinh thần và xã hội. Chúng ta nên biết rằng lối sống lành mạnh là điều kiện và tiền đề để chúng ta có thể hoàn thành những công việc, đạt được những ước mơ và tận hưởng những niềm vui của cuộc sống. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một lối sống lành mạnh, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: ăn uống đủ chất, cân bằng và hợp lý, vận động thường xuyên, khoa học và hiệu quả, nghỉ ngơi đầy đủ, định kỳ và chất lượng, tránh xa những thói quen xấu, những chất kích thích và những tác nhân gây hại cho sức khỏe, giải tỏa và kiểm soát những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, lo lắng hay tức giận, nuôi dưỡng và phát huy những cảm xúc tích cực như vui vẻ, hài lòng hay yêu thương. Cách 5, hãy xây dựng và duy trì một môi trường làm việc hiệu quả. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự năng suất, sự sáng tạo và sự thành công cho công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng môi trường làm việc là những điều kiện, yếu tố và tác động mà chúng ta phải đối mặt khi làm việc. Chúng ta nên biết rằng môi trường làm việc có thể là về vật chất, nhân sự hay văn hóa. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một môi trường làm việc hiệu quả, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: bố trí và sắp xếp không gian, thiết bị và tài liệu làm việc một cách gọn gàng, tiện lợi và thoải mái, lựa chọn và hợp tác với những đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng mà mình tin tưởng, kính trọng và hài hòa, tham gia và đóng góp vào việc thiết lập và duy trì những quy tắc, thỏa thuận và kỳ vọng chung trong môi trường làm việc. Cách 6, hãy quản lý thời gian một cách hiệu quả. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự cân bằng, sự ưu tiên và sự hoàn thành cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng thời gian là một nguồn lực quý giá, hạn chế và không thể hoàn lại. Chúng ta nên biết rằng quản lý thời gian là quá trình mà chúng ta lên kế hoạch, phân bổ và sử dụng thời gian của mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Chúng ta nên biết rằng để quản lý thời gian một cách hiệu quả, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: xác định và phân loại những công việc, hoạt động hay nhiệm vụ theo mức độ quan trọng và khẩn cấp, lập ra và tuân theo một lịch trình, thời hạn và phương pháp để hoàn thành những công việc, hoạt động hay nhiệm vụ đó, loại bỏ hoặc giảm thiểu những yếu tố gây phiền nhiễu, lãng phí hay ngăn cản thời gian của mình, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch, tiến độ và kết quả của việc sử dụng thời gian của mình. Cách 7, hãy quản lý tài chính một cách hiệu quả. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự an toàn, sự tiết kiệm và sự giàu có cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng tài chính là một nguồn lực quan trọng, có hạn và có thể tăng giảm. Chúng ta nên biết rằng quản lý tài chính là quá trình mà chúng ta thu nhập, chi tiêu và đầu tư tiền bạc của mình để đáp ứng những nhu cầu, mong muốn và mục tiêu của mình. Chúng ta nên biết rằng để quản lý tài chính một cách hiệu quả, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: xác định và phân biệt những khoản thu nhập, chi tiêu hay đầu tư theo mức độ cần thiết, mong muốn và lợi nhuận, lập ra và tuân theo một ngân sách, kế hoạch và phương pháp để thu nhập, chi tiêu và đầu tư tiền bạc của mình, theo dõi và kiểm soát những giao dịch, khoản nợ hay khoản vay liên quan đến tiền bạc của mình, tìm kiếm và áp dụng những cơ hội, giải pháp hay chiến lược để tăng thu nhập, giảm chi tiêu và tối ưu hóa đầu tư. Cách 8, hãy xây dựng và duy trì một mạng lưới quan hệ chất lượng. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự hỗ trợ, sự hợp tác và sự thành công cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng mạng lưới quan hệ là những người mà chúng ta quen biết, giao tiếp và tương tác trong cuộc sống và công việc. Chúng ta nên biết rằng mạng lưới quan hệ có thể bao gồm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác hay nhà cung cấp. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một mạng lưới quan hệ chất lượng, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: mở rộng và cập nhật danh sách liên lạc, thông tin và hoạt động của những người trong mạng lưới quan hệ, lựa chọn và duy trì những mối quan hệ có ích,
có ý nghĩa và có giá trị cho cuộc sống và công việc của mình, giao tiếp và tương tác với những người trong mạng lưới quan hệ một cách thường xuyên, thân thiện và chuyên nghiệp, cung cấp và nhận được những sự hỗ trợ, hợp tác và giá trị từ những người trong mạng lưới quan hệ. Cách 9, hãy xây dựng và duy trì một thái độ tích cực. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự lạc quan, sự vui vẻ và sự hạnh phúc cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng thái độ là cách mà chúng ta nhìn nhận, đánh giá và phản ứng với những sự kiện, hoàn cảnh và người xung quanh. Chúng ta nên biết rằng thái độ có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào góc nhìn, quan điểm và tâm trạng của chúng ta. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một thái độ tích cực, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: nhận ra và loại bỏ những suy nghĩ, lời nói hay hành động tiêu cực, nuôi dưỡng và phát huy những suy nghĩ, lời nói hay hành động tích cực, tìm kiếm và tập trung vào những điểm tốt, những cơ hội hay những giải pháp trong mọi tình huống, thể hiện và lan tỏa sự lạc quan, sự vui vẻ và sự hài lòng với cuộc sống và công việc của mình. Cách 10, hãy xây dựng và duy trì một niềm tin vào bản thân. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự tự tin, sự tự trọng và sự tự do cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng niềm tin vào bản thân là sự tin tưởng vào khả năng, giá trị và tiềm năng của bản thân. Chúng ta nên biết rằng niềm tin vào bản thân là nguồn động lực, là nguồn sức mạnh và là nguồn tự hào của mỗi con người. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một niềm tin vào bản thân, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: khám phá và nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu và điểm cần phát triển của bản thân, thiết lập và theo đuổi những mục tiêu, thử thách hay nhiệm vụ phù hợp với khả năng, mong muốn và hoàn cảnh của bản thân, công nhận và khen ngợi những thành công, đóng góp hay nỗ lực của bản thân, đối diện và vượt qua những khó khăn, thất bại hay sai lầm của bản thân. Cách 11, hãy xây dựng và duy trì một lòng tự do. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự sáng tạo, sự đổi mới và sự khác biệt cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng lòng tự do là sự tự chủ, tự quyết và tự biểu hiện của bản thân. Chúng ta nên biết rằng lòng tự do là điều kiện và tiền đề để chúng ta có thể phát huy tối đa tiềm năng, khả năng và tài năng của mình. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một lòng tự do, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: xác định và bảo vệ quyền lợi, lợi ích và lựa chọn của bản thân, tôn trọng và chấp nhận quyền lợi, lợi ích và lựa chọn của người khác, thể hiện và phát triển bản sắc, phong cách và sở thích của bản thân, khám phá và thử nghiệm những ý tưởng, giải pháp hay sản phẩm mới. Cách 12, hãy xây dựng và duy trì một trách nhiệm xã hội. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự đóng góp, sự hợp tác và sự thành công cho xã hội. Chúng ta nên biết rằng trách nhiệm xã hội là sự cam kết, sự tham gia và sự ảnh hưởng của bản thân đối với những vấn đề, hoạt động hay mục tiêu của xã hội. Chúng ta nên biết rằng trách nhiệm xã hội là nhu cầu, là trách nhiệm và là niềm vinh dự của mỗi con người. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một trách nhiệm xã hội, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: nhận thức và quan tâm đến những vấn đề, hoạt động hay mục tiêu của xã hội, tham gia và đóng góp vào những vấn đề, hoạt động hay mục tiêu của xã hội, ủng hộ và hợp tác với những cá nhân, tổ chức hay cộng đồng liên quan đến những vấn đề, hoạt động hay mục tiêu của xã hội. Cách 13, hãy xây dựng và duy trì một tầm nhìn toàn cầu. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự mở rộng, sự kết nối và sự thành công cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng tầm nhìn toàn cầu là sự nhìn nhận, đánh giá và phản ứng với những sự kiện, hoàn cảnh và người trên toàn thế giới. Chúng ta nên biết rằng tầm nhìn toàn cầu là điều kiện và tiền đề để chúng ta có thể tiếp cận, khai thác và phát triển những cơ hội, nguồn lực và giá trị trên toàn thế giới. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một tầm nhìn toàn cầu, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: mở rộng và cập nhật kiến thức, thông tin và kỹ năng về những vấn đề, hoạt động hay mục tiêu toàn cầu, lựa chọn và tham gia vào những cơ hội, dự án hay chương trình có liên quan đến những vấn đề, hoạt động hay mục tiêu toàn cầu, giao tiếp và tương tác với những người, tổ chức hay cộng đồng có khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay quốc tịch, tôn trọng và hợp tác với những người, tổ chức hay cộng đồng có cùng hoặc khác về quan điểm, lợi ích hay mục tiêu toàn cầu. Cách 14, hãy xây dựng và duy trì một sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Đây là cách giúp chúng ta có thể tạo ra sự hài hòa, sự thoải mái và sự hạnh phúc cho cuộc sống và công việc của mình. Chúng ta nên biết rằng sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc là sự phân bổ hợp lý thời gian, công sức và tài nguyên cho những hoạt động, mối quan hệ và giá trị của cuộc sống và công việc. Chúng ta nên biết rằng sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc là điều kiện và tiền đề để chúng ta có thể duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống và công việc. Chúng ta nên biết rằng để xây dựng và duy trì một sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc sau: xác định và phân biệt những hoạt động, mối quan hệ và giá trị của cuộc sống và công việc, lập ra và tuân theo một lịch trình,
thời hạn và phương pháp để thực hiện những hoạt động, duy trì những mối quan hệ và thể hiện những giá trị của cuộc sống và công việc, loại bỏ hoặc giảm thiểu những yếu tố gây phiền nhiễu. Lãng phí hay ngăn cản sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, tìm kiếm và áp dụng những cách thức, giải pháp hay chiến lược để tăng cường sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Đây là những cách trong phần 6 của cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Tôi hy vọng bạn đã học được nhiều điều bổ ích từ nó. Tôi xin chúc bạn thành công trong cuộc sống và công việc của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hay ý kiến gì, xin vui lòng liên hệ với tôi. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và trao đổi với bạn. Cảm ơn bạn đã chọn tôi làm người đồng hành của bạn. Tôi rất vinh dự và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những bài học tiếp theo. Chào bạn!